Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại mang trong mình những ý nghĩa sâu xa mà ít ai biết đến. Theo phong thủy và tâm linh, việc vô tình nhặt được những vật phẩm đặc biệt khi đang đi trên đường không chỉ là sự tình cờ mà còn là tín hiệu từ vũ trụ gửi đến. Đó là điềm báo rằng vận may đang đến gần và bạn có thể sắp nhận được tài lộc, thịnh vượng từ trời ban. Những vật phẩm này không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực, mang lại sự giàu có và thành công cho người nhặt được. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi trên một con đường quen thuộc và đột nhiên bạn nhặt được một vật nhỏ xinh. Bạn có thể không để ý nhiều đến nó, nhưng theo phong thủy, những vật phẩm này chính là dấu hiệu rằng cuộc sống của bạn sắp bước sang một giai đoạn mới, với tài lộc và may mắn sẽ ùa về. Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 7 vật phẩm cực kỳ may mắn. Nếu bạn vô tình nhặt được chúng khi đang đi trên đường, hãy xem đó như là một tín hiệu từ trời đất, rằng sự phát tài, giàu có đang chờ đợi bạn phía trước. 1. Nhặt được tiền lẻ, điềm báo tiền tài đổ về. Nhặt được tiền lẻ, dù là đồng xu nhỏ hay tờ tiền giấy, luôn là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của việc vận may tài lộc đang đến gần. Tiền bạc luôn là biểu tượng của sự giàu có, và trong phong thủy, việc nhặt được tiền trên đường là điềm báo rằng dòng chảy tài lộc sắp tìm đến với bạn. Đó có thể là một cơ hội kinh doanh mới, một khoản thu nhập bất ngờ, hoặc đơn giản là bạn sắp nhận được một phần thưởng lớn từ công việc. Nhiều người tin rằng khi nhặt được tiền lẻ, đó là lời nhắc nhở từ vũ trụ rằng tài vận của bạn đang thăng hoa. Đừng xem thường việc nhặt được một đồng xu nhỏ, bởi nó tượng trưng cho sự khởi đầu của những điều may mắn và tài lộc lớn hơn. Hãy giữ nó như một biểu tượng của sự thịnh vượng và mang theo bên mình để kích hoạt năng lượng tích cực. 2. Nhặt được chiếc chìa khóa, mở cửa vận may. Chìa khóa không chỉ là vật dụng để mở cửa vật lý mà còn là biểu tượng mạnh mẽ trong phong thủy, tượng trưng cho việc mở cửa những cơ hội và thành công mới. Nếu bạn vô tình nhặt được một chiếc chìa khóa trên đường, đó là dấu hiệu rằng bạn sắp mở ra một cánh cửa mới trong cuộc sống, nơi mà tài lộc, thịnh vượng và may mắn sẽ đến với bạn. Chiếc chìa khóa còn tượng trưng cho việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại, giúp bạn tháo gỡ những khó khăn mà trước đây bạn chưa thể giải quyết. Nó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn đang chuẩn bị có những bước tiến lớn và những cơ hội tốt đẹp sắp đến. Trong phong thủy, việc nhặt được chìa khóa cũng thể hiện rằng bạn sắp bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp hoặc tài chính, nơi mà mọi cánh cửa đều mở ra để chào đón bạn. Đó là thời điểm để bạn nắm bắt cơ hội và phát huy hết khả năng của mình. 3. Nhặt được tờ tiền có số seri đẹp, điềm lành trúng số. Tờ tiền có số seri đặc biệt không chỉ là biểu tượng của may mắn mà còn chứa đựng năng lượng tài lộc mạnh mẽ. Nếu bạn nhặt được một tờ tiền với số seri đẹp, đặc biệt là những số như 8, 6 hoặc các con số phong thủy khác, đó là điềm báo rằng bạn đang đứng trước cơ hội lớn để phát tài. Số 8 trong phong thủy tượng trưng cho sự phát triển và không giới hạn, trong khi số 6 tượng trưng cho sự thuận lợi và may mắn. Việc nhặt được tờ tiền này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sắp trúng thưởng trong một cuộc thi, nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc thậm chí là sự thăng tiến trong công việc. Số seri đẹp không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp bạn giữ được sự ổn định và thịnh vượng trong thời gian dài. 4. Nhặt được bút viết, khai thông trí tuệ, sự nghiệp thăng tiến. Bút viết là biểu tượng của trí tuệ và sự nghiệp. Khi bạn nhặt được một chiếc bút, đó là điềm báo rằng bạn đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của sự nghiệp, nơi mà trí tuệ của bạn sẽ được khai thông và bạn sẽ có cơ hội để thăng tiến nhanh chóng. Trong phong thủy, việc nhặt được bút còn cho thấy bạn đang trên con đường thành công và những cánh cửa mới đang mở ra trước mắt. Những ý tưởng mới, sáng tạo sẽ đến với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn và đạt được những mục tiêu trong công việc. 5. Nhặt được đá phong thủy tự nhiên, năng lượng vũ trụ hỗ trợ. Viên đá phong thủy tự nhiên mà bạn nhặt được trên đường có thể không chỉ là một vật phẩm bình thường, mà còn là một bùa may mắn mạnh mẽ trong phong thủy. Những viên đá tự nhiên như thạch anh, mã não hay hổ phách đều có khả năng thu hút năng lượng tích cực từ vũ trụ, mang lại sự cân bằng và thịnh vượng cho chủ nhân của nó. Nhặt được đá phong thủy cho thấy bạn đang được hỗ trợ từ vũ trụ, và năng lượng tích cực sẽ dẫn dắt bạn tới thành công. Đừng xem thường những viên đá nhỏ mà bạn tìm thấy,
bởi chúng mang trong mình những sức mạnh tinh tế giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính. 6. Nhặt được chiếc vòng bạc, sự bảo vệ và tài lộc đến với bạn. Vòng bạc là biểu tượng của sự bảo vệ và tài lộc. Nếu bạn vô tình nhặt được chiếc vòng bạc trên đường, đó là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc đang đến gần. Trong phong thủy, bạc có khả năng đẩy lùi năng lượng tiêu cực và thu hút tài lộc, giúp bạn bảo vệ những gì mình đang có. Nhặt được vòng bạc còn là tín hiệu rằng bạn đang nhận được sự bảo vệ từ những nguồn lực vô hình, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chiếc vòng bạc này sẽ là lá bùa hộ mệnh giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và thu hút thêm nhiều tài lộc. 7. Nhặt được lông chim đại bàng, sức mạnh và khả năng vượt trội. Lông chim đại bàng từ lâu đã được coi là biểu tượng của sự tự do, sức mạnh và tầm nhìn xa. Nếu bạn nhặt được lông chim đại bàng trên đường, đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu lớn trong cuộc sống. Lông đại bàng còn tượng trưng cho sự bảo vệ, giúp bạn tránh khỏi những nguy hiểm và thu hút những điều may mắn. Lông đại bàng còn đại diện cho sức mạnh cá nhân và khả năng vượt qua mọi thách thức. Khi nhặt được vật này, đó là tín hiệu rằng bạn sẽ đạt được thành công to lớn và tài lộc sẽ đến với bạn nhanh chóng. Nó còn mang ý nghĩa rằng bạn đang được sự bảo vệ của vũ trụ, giúp bạn tiến bước trên con đường phát triển. Việc nhặt được những vật phẩm này trên đường không chỉ là sự tình cờ mà còn mang trong mình những dấu hiệu của sự thịnh vượng và tài lộc đang đến với bạn. Trong phong thủy, những vật phẩm như tiền lẻ, chìa khóa, đá phong thủy hay lông chim đại bàng đều có khả năng kích hoạt dòng chảy tài lộc, giúp bạn thu hút may mắn và sự phát đạt. Cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những bất ngờ, và nếu bạn tình cờ nhặt được những vật phẩm này, hãy xem đó là cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình. Đừng bỏ qua những điềm báo may mắn này, bởi chúng có thể là dấu hiệu rằng cuộc sống của bạn đang trên đà phát triển, với tài lộc và thịnh vượng sắp đổ về. Hãy tin tưởng vào những gì vũ trụ gửi gắm và chuẩn bị đón nhận sự thăng hoa trong công việc, tài chính và cuộc sống. Trong văn hóa phương Đông, giấc mơ luôn được xem là những thông điệp kỳ diệu từ cõi vô hình, nơi mà những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường hiện ra dưới dạng hình ảnh và sự kiện. Giấc mơ không chỉ là sản phẩm của tâm trí trong lúc ngủ, mà còn được coi là dấu hiệu của sự kết nối giữa con người và vũ trụ, phản ánh vận mệnh và những thay đổi lớn trong cuộc đời. Những giấc mơ này có thể mang lại thông điệp quan trọng về tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Theo các chuyên gia phong thủy và tử vi, có những giấc mơ được coi là điềm báo tốt, cho thấy vận may sắp đến, báo hiệu rằng bạn chuẩn bị bước vào giai đoạn thịnh vượng, an nhàn và hưởng lộc lớn từ trời đất. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá 8 giấc mơ đặc biệt, được xem là dấu hiệu của sự thay đổi tích cực trong cuộc sống, báo hiệu rằng bạn sắp phát tài, giàu to và được trời ban lộc lớn. Hãy lắng nghe và cùng tìm hiểu những giấc mơ này để chuẩn bị tinh thần đón nhận những phước lành mà vũ trụ đang dành cho bạn. 1. Mơ thấy mình nhặt được tiền, dấu hiệu của tài lộc bất ngờ. Nhặt được tiền trong giấc mơ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tài lộc bất ngờ sắp đến với bạn. Khi bạn mơ thấy mình nhặt được tiền, điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, có thể từ công việc, đầu tư, hoặc từ một nguồn không ngờ tới. Giấc mơ này là tín hiệu từ vũ trụ cho thấy bạn đang ở đúng vị trí để đón nhận sự thịnh vượng. Tiền bạc không chỉ là của cải vật chất, mà còn tượng trưng cho năng lượng và cơ hội trong cuộc sống. Khi bạn mơ thấy mình nhặt được tiền, đó là dấu hiệu cho thấy những khó khăn tài chính sẽ được giải quyết và bạn sẽ sớm được hưởng thụ sự dồi dào, sung túc. Đây cũng là một lời nhắc nhở rằng bạn cần quản lý tài chính của mình một cách khôn ngoan, để tài lộc luôn đồng hành cùng bạn. Tận dụng những cơ hội tài chính đến với mình và đảm bảo rằng bạn sẽ sử dụng tiền bạc một cách hiệu quả, từ đó tạo ra nhiều giá trị hơn trong cuộc sống. Điều này cũng có nghĩa là bạn nên chú trọng đến những quyết định tài chính trong thời gian tới, bởi vì cơ hội làm giàu đang ở rất gần. 2. Mơ thấy đất đai màu mỡ, biểu tượng của sự phát triển và thành công. Đất đai màu mỡ trong giấc mơ là hình ảnh tượng trưng cho sự phát triển, thịnh vượng và thành công. Khi bạn mơ thấy mình đứng trên một mảnh đất màu mỡ, điều này báo hiệu rằng những dự án, công việc mà bạn đang theo đuổi sẽ sớm đạt được thành công lớn, mang lại tài lộc và sự thịnh vượng. Đất đai màu mỡ là biểu hiện của một nền tảng vững chắc, nơi mà mọi thứ bạn gieo trồng sẽ đơm hoa kết trái,
mang lại thành quả tốt đẹp. Giấc mơ này cũng cho thấy bạn đang có một cơ sở vững chắc để phát triển, không chỉ về tài chính mà còn về các mối quan hệ và sự nghiệp. Hãy coi đây là một lời khích lệ để bạn tiếp tục nỗ lực và đầu tư vào những dự án mà bạn đang thực hiện. Với một nền tảng vững chắc, bạn sẽ có thể đạt được những thành công vượt xa mong đợi. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới, bởi vì mọi nỗ lực của bạn đều có cơ hội mang lại những phần thưởng xứng đáng. Điều quan trọng là bạn phải duy trì sự kiên trì và không ngừng phấn đấu, vì đất đai màu mỡ trong giấc mơ chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng và những phần thưởng đang chờ đợi bạn ở phía trước. 3. Mơ thấy mình đếm tiền, biểu tượng của sự giàu có đang đến. Đếm tiền trong giấc mơ là một trong những điềm báo rõ ràng nhất về sự giàu có và tài lộc. Khi bạn mơ thấy mình đang đếm tiền, đặc biệt là số tiền lớn, điều này báo hiệu rằng bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ, có thể từ công việc, đầu tư hoặc từ những nguồn không ngờ tới. Đây là tín hiệu từ vũ trụ cho thấy tài lộc đang đến với bạn, và bạn sẽ sớm được hưởng thụ thành quả từ những nỗ lực của mình. Đếm tiền trong giấc mơ cũng phản ánh sự kiểm soát và quản lý tài chính tốt của bạn, đồng thời cho thấy bạn đang trên con đường dẫn đến sự thịnh vượng. Giấc mơ này còn là lời nhắc nhở rằng bạn cần quản lý tài chính của mình một cách thông minh, tránh lãng phí để đảm bảo rằng tài lộc sẽ luôn ở bên bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tài chính lớn trong tương lai gần. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn cân nhắc các quyết định đầu tư và kinh doanh, bởi vì tài lộc đang chảy vào túi bạn. Hãy sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan và sáng suốt để không chỉ giữ gìn mà còn phát triển thêm tài sản của mình. 4. Mơ thấy cá chép hóa rồng, biểu tượng của sự thăng tiến và tài lộc. Cá chép hóa rồng là hình ảnh biểu tượng cho sự thăng tiến, vượt qua mọi thử thách để đạt được thành công. Nếu bạn mơ thấy cá chép hóa rồng, đây là điềm báo cho thấy bạn sắp đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp và tài chính. Giấc mơ này tượng trưng cho sự bứt phá, vượt qua mọi khó khăn để đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp và tài lộc sẽ đến với bạn một cách dồi dào. Cá chép hóa rồng còn là hình ảnh tượng trưng cho sự thay đổi lớn trong cuộc đời, từ một vị trí khiêm tốn trở thành người dẫn đầu, đạt được những thành công vang dội. Hình ảnh cá chép hóa rồng trong giấc mơ còn là lời khích lệ để bạn không ngừng nỗ lực, kiên trì với mục tiêu của mình. Thành công không phải lúc nào cũng đến dễ dàng, nhưng với sự cố gắng không ngừng, bạn sẽ đạt được những gì mình mong muốn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn dốc hết sức lực vào công việc và đầu tư, vì thành quả sắp đến gần. Hãy giữ vững niềm tin và tiếp tục phấn đấu, vì giấc mơ này cho thấy rằng bạn đang trên con đường dẫn đến sự thịnh vượng và thành công. 5. Mơ thấy được tặng một vật quý giá, dấu hiệu của sự thịnh vượng đang đến. Khi bạn mơ thấy mình được tặng một vật quý giá, như vàng bạc, châu báu hoặc những món đồ có giá trị, đó là điềm báo cho thấy sự thịnh vượng và tài lộc đang đến gần. Giấc mơ này cho thấy bạn sẽ sớm nhận được những cơ hội tài chính lớn, có thể từ công việc, đầu tư hoặc từ những mối quan hệ quan trọng. Vật quý giá trong giấc mơ không chỉ tượng trưng cho của cải vật chất mà còn là sự thể hiện của những giá trị tinh thần, những mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp của bạn. Đây là thời điểm bạn nên mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm những cơ hội mới và không ngừng học hỏi để nâng cao giá trị bản thân. Tài lộc sẽ đến với bạn một cách dồi dào nếu bạn biết cách tận dụng những cơ hội này. Giấc mơ này cũng nhắc nhở bạn về tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống, vì chúng chính là những cầu nối đưa bạn đến với thành công và thịnh vượng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. 6. Mơ thấy cầu vồng sau cơn mưa, dấu hiệu của hy vọng và tài lộc. Cầu vồng sau cơn mưa là một biểu tượng mạnh mẽ của hy vọng, sự lạc quan và những điều tốt đẹp sắp đến. Khi bạn mơ thấy cầu vồng, đó là dấu hiệu cho thấy những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống của bạn sắp qua đi, nhường chỗ cho những điều may mắn và tài lộc. Giấc mơ này là tín hiệu từ vũ trụ, báo hiệu rằng bạn sắp bước vào một giai đoạn mới, đầy hy vọng và thịnh vượng. Cầu vồng còn là biểu tượng của sự cân bằng và hòa hợp trong cuộc sống. Khi mơ thấy hình ảnh này, bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội mới và đừng ngần ngại thực hiện những dự định lớn, vì đây là thời điểm lý tưởng để bạn đạt được những thành tựu đáng kể trong công việc và cuộc sống.
Giấc mơ này cũng khuyến khích bạn hãy giữ vững niềm tin và luôn lạc quan, vì sau mỗi cơn mưa luôn là ánh cầu vồng và tài lộc đang chờ đón bạn phía trước. 7. Mơ thấy mình cưỡi ngựa, biểu tượng của sự thành công và vận may. Ngựa trong phong thủy là biểu tượng của sự nhanh nhẹn, thành công và vận may. Khi bạn mơ thấy mình đang cưỡi ngựa, đặc biệt là một con ngựa khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đó là điềm báo cho thấy bạn sẽ sớm đạt được những thành công lớn trong công việc và cuộc sống. Giấc mơ này tượng trưng cho sự tiến bộ, thăng tiến nhanh chóng và những cơ hội tài lộc đang đến gần. Cưỡi ngựa còn thể hiện sự kiểm soát và tự tin trong cuộc sống. Khi mơ thấy mình đang cưỡi ngựa, bạn có thể tin rằng mình đang đi đúng hướng và những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp. Hãy tận dụng thời điểm này để thực hiện những dự án lớn, vì đây là lúc bạn được vũ trụ hỗ trợ tối đa. Giấc mơ này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự tin và quyết tâm, cho thấy rằng bạn đang trên con đường dẫn đến thành công và tài lộc đang chờ đón bạn phía trước. 8. Mơ thấy được tặng vàng bạc, dấu hiệu của sự giàu có và thịnh vượng. Được tặng vàng bạc trong giấc mơ là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn sắp phát tài, giàu to. Vàng bạc là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và tài lộc. Khi bạn mơ thấy mình được tặng vàng bạc, điều này báo hiệu rằng bạn sẽ sớm nhận được những khoản tiền lớn, những cơ hội tài chính đáng kể, hoặc những thành công lớn trong công việc và sự nghiệp. Giấc mơ này nhắc nhở bạn cần sẵn sàng đón nhận những cơ hội tài chính mới và hãy quản lý tài sản của mình một cách thông minh để đảm bảo rằng tài lộc sẽ không chỉ đến mà còn ở lại lâu dài. Đây là thời điểm mà bạn cần phải chủ động và kiên quyết trong các quyết định tài chính để tận dụng tối đa những phước lành mà vũ trụ đang mang đến. Hãy đón nhận vàng bạc với sự tôn trọng và biết ơn, vì đây là biểu tượng của sự giàu có và thành công mà bạn sắp đạt được. Giấc mơ này cũng khuyến khích bạn hãy duy trì sự cẩn trọng và khôn ngoan trong việc quản lý tài sản, vì đó chính là chìa khóa để duy trì và gia tăng sự thịnh vượng trong cuộc sống. Những giấc mơ không chỉ là sản phẩm của tâm trí khi ngủ, mà còn mang trong mình những thông điệp quan trọng từ vũ trụ. Khi bạn mơ thấy những giấc mơ này, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang ở đúng nơi, đúng thời điểm để đón nhận những cơ hội lớn trong cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần, mở lòng và đón nhận những điều tốt đẹp mà vũ trụ đang mang đến cho bạn. Những giấc mơ này không chỉ báo hiệu cho sự phát tài, giàu có mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kiên trì, tự tin và quản lý tài chính thông minh. Hãy sử dụng những thông điệp từ giấc mơ để dẫn dắt bạn đến với sự thành công, thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong phong thủy và sự lựa chọn cây trồng cho ngôi nhà của bạn. Trong nhiều năm qua, người xưa đã truyền lại nhiều bí quyết để thu hút tài lộc và vận may vào ngôi nhà. Một trong những bí quyết đó chính là việc trồng các loại cây mang lại may mắn và thịnh vượng. Đặc biệt, có một số loại cây nếu được trồng càng lâu năm thì lại càng mang đến nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 5 loại cây có thể giúp gia đình bạn gia tăng tài lộc và phát tài, đồng thời cũng sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không nên chặt bỏ những cây này để tránh mất hết lộc. 1. Cây vú sữa. Cây vú sữa không chỉ nổi bật với những trái cây thơm ngon và bổ dưỡng mà còn được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng trong phong thủy. Trồng cây vú sữa trong nhà không chỉ giúp tạo ra một không gian xanh mát mà còn thu hút tài lộc và may mắn. Những cây vú sữa càng lâu năm sẽ càng cho nhiều trái và mang lại nguồn tài chính ổn định cho gia đình. Điều quan trọng là bạn không nên chặt bỏ cây vú sữa, vì việc làm này có thể khiến gia đình mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Cây vú sữa không chỉ giúp tạo ra một không gian sống xanh và trong lành mà còn là nguồn tài lộc bền vững nếu được chăm sóc đúng cách. Cách chăm sóc, để cây vú sữa phát triển tốt, hãy đảm bảo rằng cây được trồng ở vị trí có đủ ánh sáng và không bị che khuất. Tưới nước đều đặn và bón phân định kỳ để cây có đủ dưỡng chất phát triển. Đặc biệt, cần chú ý đến việc kiểm tra và phòng ngừa sâu bệnh để cây luôn khỏe mạnh. Lợi ích, ngoài việc tạo ra một không gian sống xanh mát, cây vú sữa còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần của các thành viên trong gia đình. Các nghiên cứu cho thấy cây xanh có thể giảm stress và tạo ra một môi trường làm việc và sinh sống thoải mái hơn. Mẹo hữu ích, nếu bạn muốn cây vú sữa ra trái nhiều hơn, hãy đảm bảo cây được cắt tỉa định kỳ để loại bỏ các cành khô và tạo điều kiện cho sự phát triển của các cành mới. Đồng thời,
hãy chú ý đến việc tưới nước và bón phân hợp lý để cây có thể phát triển tốt nhất. 2. Cây sum. Cây sum là một trong những lựa chọn phổ biến trong các gia đình với mong muốn thu hút tài lộc và phát tài. Cây sum không chỉ dễ trồng mà còn có khả năng sinh trưởng mạnh mẽ, mang lại sự bền bỉ và ổn định cho gia đình. Theo phong thủy, cây sum mang ý nghĩa của sự may mắn và sự thịnh vượng. Trồng cây sum trong nhà có thể giúp gia đình cải thiện tình hình tài chính và gặp nhiều may mắn trong công việc. Cây sum càng lâu năm càng có giá trị, vì vậy hãy chăm sóc và giữ lại cây để tận hưởng những lợi ích tài lộc mà nó mang lại. Đừng bao giờ chặt bỏ cây sum vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn tài lộc quý giá. Cách chăm sóc, cây sum cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt. Tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô, và bón phân hữu cơ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển. Cây sum cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa. Lợi ích, cây sum không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và tự tin hơn trong công việc. Sự hiện diện của cây sum có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc. Mẹo hữu ích, để cây sum luôn khỏe mạnh và ra trái đều đặn, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 3. Cây lựu đỏ. Cây lựu đỏ, với những trái lựu đỏ mọng và đẹp mắt, không chỉ làm cho không gian sống thêm phần sinh động mà còn mang đến sự thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Trong phong thủy, cây lựu đỏ được coi là biểu tượng của sự giàu sang và hạnh phúc. Cây lựu đỏ có thể giúp cải thiện tài chính và mang lại những cơ hội mới trong cuộc sống. Khi cây lựu đỏ được trồng lâu năm, nó sẽ càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Việc chặt bỏ cây lựu đỏ có thể khiến bạn mất đi nguồn lộc dồi dào mà cây mang lại. Vì vậy, hãy giữ lại cây lựu đỏ trong nhà và chăm sóc nó để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn. Cách chăm sóc, cây lựu đỏ cần được trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp và đất có khả năng thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh. Cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa. Lợi ích, cây lựu đỏ không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn. Sự hiện diện của cây lựu đỏ cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình. Mẹo hữu ích, để cây lựu đỏ ra trái đều đặn, hãy đảm bảo rằng cây được cung cấp đủ ánh sáng và dinh dưỡng. Nếu cây gặp vấn đề về sâu bệnh, hãy xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. 4. Cây khế. Cây khế là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai mong muốn thu hút tài lộc và may mắn vào ngôi nhà của mình. Cây khế không chỉ dễ chăm sóc mà còn có khả năng cho trái đều đặn và chất lượng. Trong phong thủy, cây khế được coi là biểu tượng của sự phát tài và thịnh vượng. Trồng cây khế trong nhà có thể giúp gia đình tăng cường sự thịnh vượng và cải thiện tình hình tài chính. Cây khế càng lâu năm sẽ càng mang lại nhiều lợi ích tài chính và may mắn. Hãy lưu ý không nên chặt bỏ cây khế để tránh mất đi nguồn lộc quý giá mà nó mang lại cho gia đình bạn. Cách chăm sóc, cây khế cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất ẩm nhưng thoát nước tốt. Tưới nước thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô, và bón phân hữu cơ định kỳ để cây có đủ dinh dưỡng phát triển. Cây khế cũng cần được cắt tỉa định kỳ để duy trì hình dạng đẹp và khuyến khích sự ra hoa. Lợi ích, cây khế không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn giúp gia đình cảm thấy an tâm và hạnh phúc hơn. Sự hiện diện của cây khế có thể làm tăng cường năng lượng tích cực và tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển tài lộc. Mẹo hữu ích, để cây khế phát triển tốt, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. 5. Cây hoa mai. Cây hoa mai, với những bông hoa nở rộ và sắc vàng rực rỡ, không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Trong phong thủy, cây hoa mai thường được trồng để thu hút tài lộc và vận may. Cây hoa mai càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và phát tài.
Việc chặt bỏ cây hoa mai có thể khiến gia đình bạn mất đi một nguồn lộc quý giá và sự thịnh vượng mà cây mang lại. Vì vậy, hãy chăm sóc và giữ lại cây hoa mai để tiếp tục nhận được những lợi ích tài lộc và may mắn. Cách chăm sóc, cây hoa mai cần được trồng ở nơi có ánh sáng đầy đủ và đất thoát nước tốt. Tưới nước đều đặn và bón phân hữu cơ vào mùa xuân và mùa hè để cây phát triển khỏe mạnh. Cũng cần chú ý đến việc cắt tỉa cây để giữ cho cây có hình dạng đẹp và kích thích sự ra hoa. Lợi ích, cây hoa mai không chỉ giúp tạo ra một không gian sống đẹp mắt mà còn có thể giúp gia đình đón nhận nhiều cơ hội tài chính và may mắn. Sự hiện diện của cây hoa mai cũng có thể làm tăng cường sự tự tin và tạo ra một môi trường tích cực trong gia đình. Mẹo hữu ích, để cây hoa mai luôn khỏe mạnh và nở hoa đẹp, hãy thường xuyên kiểm tra tình trạng của cây và điều chỉnh chế độ chăm sóc nếu cần thiết. Cũng nên lưu ý đến việc phòng ngừa sâu bệnh để giữ cho cây luôn trong tình trạng tốt nhất. Trồng cây trong nhà không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn có ý nghĩa phong thủy quan trọng. Các cây như cây vú sữa, cây sung, cây lựu đỏ, cây khế và cây hoa mai nếu được trồng và chăm sóc đúng cách sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn cho gia đình. Những cây này càng lâu năm càng thể hiện rõ sự thịnh vượng và hưng thịnh. Đừng bao giờ chặt bỏ những cây này, vì điều này có thể khiến gia đình bạn mất đi nguồn lộc quý giá và ảnh hưởng đến tình hình tài chính và may mắn. Lông tài và cộng lông tài lộc, dấu hiệu của may mắn và tài lộc. Bạn có bao giờ nghe đến thuật ngữ lông tài hay cộng lông tài lộc chưa? Đây là một khái niệm trong phong thủy và tướng số, nói về những sợi lông đặc biệt mọc trên cơ thể mà theo quan niệm, chúng mang lại may mắn và tài lộc cho người sở hữu. Những dấu hiệu này không chỉ là điểm nhấn trên cơ thể mà còn là dấu hiệu của vận may sắp đến. Nếu bạn phát hiện những sợi lông này mọc ở những vị trí cụ thể trên cơ thể, đó có thể là một dấu hiệu rằng bạn đang ở trên đà đón nhận những cơ hội tài chính lớn lao. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, những sợi lông tài lộc này được cho là không chỉ mang lại sự may mắn mà còn có khả năng thu hút tài lộc và thành công. Những vị trí trên cơ thể mà lông tài xuất hiện có thể là những điểm nhấn quan trọng để nhận diện vận may và tài lộc. Tuy nhiên, có một điều quan trọng mà bạn cần nhớ là tuyệt đối không được nhổ chúng, kẻo có thể làm mất hết tài lộc mà chúng mang lại. Hãy cùng lắng nghe những vị trí trên cơ thể mà khi đột nhiên mọc lông tài, bạn nên biết để nắm bắt và giữ gìn vận may cho bản thân nhé. 1. Dưới cằm. Nếu bạn phát hiện lông tài mọc ở dưới cằm, đây là dấu hiệu cho thấy tài lộc đang đến gần. Vị trí này liên quan đến sự phát triển trong tài chính và sự ổn định trong cuộc sống. Trong phong thủy, dưới cằm là khu vực liên quan đến sự tự tin và sự ổn định. Lông tài ở đây cho thấy bạn sẽ sớm có những cơ hội để cải thiện tình hình tài chính và đạt được những mục tiêu quan trọng trong công việc. Những cơ hội này có thể bao gồm các hợp đồng lớn, các dự án đầu tư thành công, hoặc thậm chí là những cơ hội nghề nghiệp mới. Hãy chú ý đến các cơ hội và sẵn sàng nắm bắt chúng. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tận dụng những cơ hội này, và không để cơ hội vụt mất vì sự thiếu chuẩn bị. Sự thành công tài chính của bạn sẽ phụ thuộc vào cách bạn nắm bắt và quản lý những cơ hội này. 2. Trên cánh tay trái. Lông tài mọc trên cánh tay trái báo hiệu sự phát đạt và may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính và sự nghiệp. Cánh tay trái thường liên quan đến các mối quan hệ và cơ hội đến từ những người khác. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có những cơ hội lớn để thu hút tài lộc và đạt được thành công trong các dự án mới. Có thể bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc các mối quan hệ cá nhân. Sự hỗ trợ này có thể đến dưới dạng lời khuyên, tài chính, hoặc cơ hội hợp tác mới. Hãy sẵn sàng để tiếp nhận và tận dụng sự giúp đỡ này để nâng cao vị trí tài chính của mình. Bằng cách mở rộng mạng lưới quan hệ và tận dụng sự hỗ trợ từ những người xung quanh, bạn có thể đạt được những thành công đáng kể trong công việc và cuộc sống. 3. Cổ. Khi lông tài xuất hiện trên cổ, điều này chứng tỏ rằng bạn sắp nhận được sự hỗ trợ quý giá từ những người xung quanh hoặc từ các nguồn tài chính bên ngoài. Cổ là vùng quan trọng liên quan đến giao tiếp và sự kết nối với thế giới bên ngoài. Đây là thời điểm tốt để bạn thực hiện các kế hoạch lớn và tìm kiếm cơ hội hợp tác để gia tăng thu nhập. Vị trí này cũng báo hiệu sự thành công và thịnh vượng đang đến gần.
bạn có thể nhận được sự giúp đỡ từ các mối quan hệ chuyên nghiệp, các đối tác kinh doanh hoặc các nguồn tài chính bên ngoài. Hãy tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định lớn và mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Đặc biệt, hãy chú ý đến các cơ hội hợp tác và đầu tư có thể mang lại lợi ích lâu dài cho bạn. 4. Sao tai. Nếu bạn thấy lông tai mọc sau tai, đây là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có sự thay đổi tích cực trong cuộc sống và tài chính. Vị trí này thường được liên kết với sự thay đổi và khả năng thích nghi với các tình huống mới. Lông tai ở vị trí này cho thấy bạn sắp nhận được những tin vui liên quan đến tài chính hoặc sự nghiệp. Sự thịnh vượng và may mắn sẽ theo bạn trong các kế hoạch và dự án sắp tới. Bạn có thể sẽ gặp gỡ những người quan trọng, nhận được những thông tin quý giá, hoặc có cơ hội để thay đổi và cải thiện tình hình tài chính của mình. Hãy chuẩn bị cho những thay đổi này và đón nhận chúng với thái độ tích cực. Sự linh hoạt và khả năng thích nghi sẽ giúp bạn tận dụng tốt những cơ hội mới. 5. Trên mép môi trên. Lông tài mọc trên mép môi trên có thể là dấu hiệu của sự phát đạt trong kinh doanh và tài chính. Đây là vị trí mang lại sự ổn định và bảo đảm về tài chính trong thời gian tới. Mép môi trên thường liên quan đến khả năng giao tiếp và sự tự tin trong các tình huống xã hội. Bạn có thể sẽ nhận được những khoản tiền lớn hoặc các cơ hội đầu tư giá trị trong thời gian gần. Đây cũng là dấu hiệu của sự thành công trong các dự án kinh doanh hoặc đầu tư mà bạn đang theo đuổi. Hãy chú ý đến các cơ hội và sẵn sàng nắm bắt chúng khi chúng xuất hiện. Đồng thời, hãy tự tin trong các cuộc thương thảo và giao tiếp để tăng cường khả năng thành công. 6. Trên lưng tay. Lông tài mọc trên lưng tay là dấu hiệu của sự thành công và vận may đang đến gần. Vị trí này thường báo hiệu rằng bạn sắp nhận được một khoản tiền bất ngờ hoặc cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận lớn. Lưng tay là khu vực liên quan đến khả năng làm việc chăm chỉ và sự kiên nhẫn. Điều này cho thấy bạn sẽ có một thời gian tài chính ổn định và phát đạt trong tương lai. Nếu bạn phát hiện lông tài mọc ở những vị trí này, hãy nhớ tuyệt đối không nhổ hoặc cắt bỏ chúng. Theo quan niệm phong thủy, việc nhổ bỏ lông tài có thể làm mất đi vận may và tài lộc mà chúng mang lại. Thay vào đó, hãy giữ gìn và chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất để giữ vững tài lộc và may mắn. Lông tài và cộng lông tài lộc là những tín hiệu thú vị từ phong thủy và tướng số, báo hiệu sự may mắn và tài lộc đang đến gần. Những sợi lông này có thể xuất hiện ở các vị trí khác nhau trên cơ thể, và mỗi vị trí đều mang một ý nghĩa đặc biệt về tài lộc và cơ hội. Nếu bạn phát hiện những dấu hiệu này trên cơ thể, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tài chính lớn lao. Hãy nhớ rằng sự chăm sóc và bảo vệ những sợi lông này là rất quan trọng để không làm mất đi vận may mà chúng mang lại. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì vận may mà còn tạo điều kiện thuận lợi để bạn đạt được những mục tiêu tài chính và cá nhân của mình. Năm tranh phong thủy, thu hút tài lộc vào ngập nhà, tiền tài vô biên, cứ treo lên là giàu sang sung túc, nhà giàu luôn có trong nhà. Phong thủy là một yếu tố quan trọng không chỉ trong việc bố trí không gian sống mà còn trong việc thu hút tài lộc, may mắn cho gia đình. Trong đó, tranh phong thủy đóng một vai trò đặc biệt, không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn mang đến những năng lượng tích cực, giúp gia chủ thăng tiến trong công việc, thu hút tiền tài và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng để tranh phong thủy thực sự phát huy tác dụng, việc lựa chọn và treo tranh đúng cách là vô cùng quan trọng. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 5 loại tranh phong thủy được các chuyên gia khuyên dùng, đảm bảo sẽ mang lại sự thịnh vượng và phú quý cho gia đình bạn. 1. Tranh cửu ngư quần hội, tranh cá chép. Cửu ngư quần hội là bức tranh vẽ 9 con cá chép bơi lội dưới dòng nước, biểu trưng cho sự kiên trì, nỗ lực và thành công. Cá chép trong phong thủy không chỉ là biểu tượng của sự thăng tiến mà còn đại diện cho sức mạnh và sự dũng cảm khi vượt qua khó khăn. Hình ảnh 9 con cá chép cũng liên quan đến sự may mắn và thịnh vượng, bởi số 9 trong văn hóa phương Đông được coi là con số của sự trường thọ và vĩnh cửu. Ngoài ra, cá chép còn gắn liền với truyền thuyết cá chép vượt vũ môn hóa rồng, thể hiện sự chuyển đổi từ nghèo khó thành giàu sang, từ bình thường thành phi thường. Khi treo bức tranh này trong phòng khách hoặc phòng làm việc, không chỉ không gian sống của bạn được tô điểm thêm phần sinh động mà còn thu hút tài lộc đổ về không ngừng. Gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, con đường sự nghiệp của bạn sẽ mở rộng với nhiều cơ hội phát triển.
Lưu ý khi treo tranh, tranh cửu ngư quần hội nên được treo ở hướng bắc hoặc hướng đông nam của ngôi nhà. Đây là những hướng đại diện cho yếu tố thủy trong phong thủy, giúp thu hút tài lộc và vượng khí, đồng thời tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ gia đình và công việc. 2. Tranh mã đáo thành công. Hình ảnh những chú ngựa phi nước đại trong tranh mã đáo thành công không chỉ tượng trưng cho sức mạnh, dũng khí mà còn mang ý nghĩa về sự thành công và thăng tiến. Ngựa trong phong thủy là loài vật trung thành, mạnh mẽ, luôn mang lại cảm giác bền vững và vững chãi. Đặc biệt, trong kinh doanh và công việc, ngựa đại diện cho sự thuận lợi, suôn sẻ và không ngừng tiến về phía trước. Bức tranh mã đáo thành công là biểu tượng của những chuyến đi suôn sẻ, công việc làm ăn phát đạt và thành công. Khi treo bức tranh này trong nhà, bạn không chỉ kích hoạt năng lượng tích cực mà còn tạo động lực cho các thành viên trong gia đình, giúp công việc làm ăn luôn suôn sẻ, thuận lợi và không gặp trở ngại. Đối với những người làm ăn, bức tranh này còn có tác dụng thúc đẩy tinh thần chiến đấu, giúp vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Lưu ý khi treo tranh, nên treo tranh mã đáo thành công ở hướng Nam hoặc Tây Bắc. Tranh nên hướng vào trong nhà để tượng trưng cho sự thành công và tài lộc đi vào, tránh treo hướng ra ngoài cửa chính vì điều này có thể mang ý nghĩa tiền tài đi ra ngoài, không giữ được sự thịnh vượng. 3. Tranh sơn thủy hữu tình. Sơn thủy hữu tình là một trong những loại tranh phong thủy được ưa chuộng nhất bởi sự kết hợp hài hòa giữa núi non và sông nước. Núi trong tranh đại diện cho sự vững chắc, kiên định, là nền tảng cho mọi thành công. Nước đại diện cho dòng chảy của tài lộc, sự lưu thông của năng lượng tích cực, giúp cuộc sống luôn tràn đầy sinh khí và sự tươi mới. Khi treo tranh sơn thủy hữu tình trong nhà, không chỉ mang lại vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp cân bằng năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho tài lộc và may mắn chảy vào gia đình. Bức tranh này phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ phòng khách, phòng làm việc cho đến phòng ngủ, mang lại cảm giác thư thái, bình yên và thuận lợi trong mọi việc. Lưu ý khi treo tranh, tranh nên được treo ở phòng khách hoặc phòng làm việc. Hướng núi nên đặt sau lưng người ngồi để tạo cảm giác vững chãi, hỗ trợ cho sự nghiệp. Nước nên chảy vào trong nhà để tiền tài không bị hao hụt, giúp gia đình luôn trong trạng thái đủ đầy, thịnh vượng. 4. Tranh hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý và vẻ đẹp hoàn hảo. Trong phong thủy, hoa mẫu đơn không chỉ mang lại tài lộc mà còn giúp kích hoạt vận đào hoa, thu hút tình yêu và hạnh phúc. Với sự kiều diễm và rực rỡ, hoa mẫu đơn được xem như một bảo vật phong thủy, mang đến sự viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Bức tranh hoa mẫu đơn thường được treo trong phòng khách hoặc phòng ngủ để kích hoạt vận may trong tình duyên và tăng cường tài lộc cho gia đình. Đối với những người đang tìm kiếm tình yêu hoặc muốn cải thiện mối quan hệ tình cảm, treo tranh hoa mẫu đơn là một cách hiệu quả để thúc đẩy năng lượng tích cực trong tình yêu, mang lại sự ấm áp và gắn kết trong gia đình. Lưu ý khi treo tranh, tranh hoa mẫu đơn nên treo ở hướng Nam hoặc Tây Nam của ngôi nhà. Đây là những hướng đại diện cho yếu tố hỏa và thổ trong phong thủy, giúp tăng cường sự thịnh vượng, tình yêu và may mắn cho gia đình. 5. Tranh thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió là bức tranh vẽ cảnh một con thuyền buồm đang căng gió, nước sóng ra khơi. Bức tranh này tượng trưng cho sự thuận lợi, suôn sẻ trong công việc và cuộc sống. Đặc biệt, đối với những người làm kinh doanh, bức tranh này là một biểu tượng của sự thành công, giúp công việc làm ăn phát triển mạnh mẽ, không gặp trở ngại. Hình ảnh con thuyền buồm căng gió mang lại cảm giác tự do, thanh thoát, biểu tượng cho một hành trình thuận lợi và thành công. Đây cũng là lời chúc tốt đẹp, mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với người sở hữu. Khi treo tranh này trong nhà, bạn không chỉ thu hút được tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống đầy năng lượng, thúc đẩy tinh thần và khả năng sáng tạo. Lưu ý khi treo tranh, nên treo tranh ở phòng làm việc hoặc phòng khách. Hướng con thuyền vào trong nhà để tượng trưng cho sự mang lại tài lộc, tránh để hướng ra ngoài vì điều này có thể làm tiền tài bị thất thoát, khiến tài lộc không được giữ lại. Những bức tranh phong thủy không chỉ giúp trang trí không gian sống mà còn mang lại tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ. Với 5 loại tranh phong thủy mà tôi vừa chia sẻ, bạn có thể lựa chọn bức tranh phù hợp với ngôi nhà và mục tiêu của mình để thu hút tài lộc, giữ vững sự thịnh vượng và đảm bảo hạnh phúc cho gia đình. Đừng quên, vị trí và cách treo tranh cũng rất quan trọng,
hãy chú ý để tranh phát huy tối đa tác dụng phong thủy của nó. Hãy thử ngay và cảm nhận sự khác biệt mà phong thủy mang lại cho ngôi nhà của bạn. Những bức tranh này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn giúp gia chủ phát triển tài vận, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Khi biết cách tận dụng năng lượng phong thủy từ các bức tranh này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực, tài lộc tăng lên, may mắn liên tục đến với gia đình. Những nốt ruồi trên cơ thể có thể tiết lộ những điều về vận mệnh và tương lai của chúng ta. Theo quan niệm dân gian và các học thuyết phong thủy, các nốt ruồi không chỉ là những dấu hiệu bình thường trên da mà còn có thể là những chỉ dẫn về số phận và vận mệnh. Đặc biệt, một số nốt ruồi được xem là dấu hiệu của sự vinh hoa, phú quý và thành công trong cuộc sống. Vậy, những nốt ruồi nào trên cơ thể có thể dự đoán tương lai vinh hoa phú quý? Hãy cùng tìm hiểu và khám phá trong bài viết dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng những nốt ruồi nhỏ bé này có thể ẩn chứa những bí mật lớn về vận mệnh và thành công của bạn trong tương lai. Một, nốt ruồi ở đuôi mắt. Nốt ruồi nằm ở đuôi mắt, gần khu vực thái dương được coi là một dấu hiệu của sự may mắn và thành công. Đây là một vị trí đặc biệt, thường liên quan đến khả năng quan sát và sự khéo léo trong các mối quan hệ xã hội. Dấu hiệu, nốt ruồi ở vị trí này cho thấy bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng, khéo léo trong các mối quan hệ xã hội và có khả năng thấu hiểu người khác. Bạn có thể gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và đạt được thành công. Sự hiện diện của nốt ruồi ở đuôi mắt cũng cho thấy bạn có khả năng đánh giá tình huống chính xác và biết cách sử dụng thông tin một cách hiệu quả. Tương lai, những người có nốt ruồi ở đuôi mắt thường có vận số tốt trong công việc và tài chính. Họ có khả năng kiếm tiền và tích lũy tài sản, đồng thời duy trì được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Bạn có thể thấy sự thành công trong việc xây dựng sự nghiệp và đạt được những mục tiêu lớn trong công việc. Nốt ruồi này cũng có thể chỉ ra rằng bạn sẽ được người khác hỗ trợ và giúp đỡ trong các dự án quan trọng. Lời khuyên, để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng đến việc mở rộng mối quan hệ và duy trì thái độ tích cực trong công việc. Tham gia các sự kiện mạng lưới hoặc hội thảo có thể giúp bạn kết nối với những người quan trọng trong ngành của bạn. 2. Nốt ruồi ở trung tâm trán. Nốt ruồi ở trung tâm trán, đặc biệt là giữa hai lông mày, được coi là một dấu hiệu của sự thành công và phú quý. Đây là một vị trí thường liên quan đến trí tuệ và khả năng lãnh đạo. Dấu hiệu, vị trí này cho thấy bạn có khả năng lãnh đạo và quyết đoán. Bạn thường có trí tuệ sắc sảo và khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Những người này thường đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và có khả năng tạo dựng tài sản. Nốt ruồi ở trán cũng có thể chỉ ra rằng bạn có khả năng lập kế hoạch và chiến lược tốt, giúp bạn đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống. Tương lai, với nốt ruồi ở vị trí này, bạn có thể gặp may mắn trong các dự án lớn và nhận được sự công nhận từ cấp trên. Bạn có khả năng tích lũy tài sản và đạt được thành công bền vững trong công việc. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có cơ hội lãnh đạo một dự án quan trọng hoặc được giao phó những nhiệm vụ quan trọng trong công việc. Lời khuyên, để phát huy tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy tập trung vào việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý. Hãy chủ động trong việc đề xuất các ý tưởng và sáng kiến mới trong công việc của bạn. 3. Nốt ruồi ở cằm. Nốt ruồi nằm ở cằm, đặc biệt là ở chính giữa, thường được xem là dấu hiệu của sự giàu có và hạnh phúc. Vị trí này liên quan đến sự ổn định và khả năng quản lý tài chính. Dấu hiệu, nốt ruồi ở cằm cho thấy bạn là người có tấm lòng rộng rãi và hay giúp đỡ người khác. Bạn cũng có khả năng quản lý tài chính và tạo ra nguồn thu nhập ổn định. Điều này cho thấy bạn có khả năng duy trì sự ổn định trong cuộc sống tài chính và có thể tạo ra những cơ hội làm ăn tốt. Tương lai, những người có nốt ruồi ở cằm thường gặp nhiều may mắn trong việc kiếm tiền và đầu tư. Họ có thể tích lũy tài sản và sống cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Đây là dấu hiệu của sự ổn định về tài chính và sự thành công trong công việc. Bạn có thể thấy sự gia tăng trong thu nhập và có cơ hội đầu tư sinh lời cao. Lời khuyên, để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc lập kế hoạch tài chính và đầu tư một cách cẩn thận. Hãy tìm kiếm các cơ hội đầu tư hợp lý và duy trì sự ổn định trong quản lý tài chính cá nhân. 4. Nốt ruồi ở tay.
nốt ruồi trên bàn tay, đặc biệt là ở lòng bàn tay, được coi là dấu hiệu của sự may mắn và tài lộc. Đây là vị trí liên quan đến khả năng thực hiện và thành công trong các dự án. Dấu hiệu, nốt ruồi trên tay cho thấy bạn có khả năng thực hiện các dự án lớn và đạt được mục tiêu tài chính. Bạn cũng có khả năng duy trì các mối quan hệ xã hội tốt và nhận được sự hỗ trợ từ người khác. Điều này cho thấy bạn có khả năng tạo ra thu nhập từ các dự án và cơ hội mới. Tương lai, những người có nốt ruồi ở tay thường có vận số tốt trong việc kinh doanh và đầu tư. Họ có thể kiếm được nhiều tiền và duy trì sự ổn định tài chính. Đây là dấu hiệu của sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được các hợp đồng lớn hoặc dự án quan trọng. Lời khuyên, để tận dụng tối đa sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy chú trọng vào việc phát triển các kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ nghề nghiệp của bạn. Hãy chủ động trong việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và đầu tư. 5. Nốt ruồi ở lưng. Nốt ruồi nằm ở lưng, đặc biệt là ở khu vực giữa lưng, là dấu hiệu của sự thành công và sự nghiệp phát đạt. Đây là vị trí thường liên quan đến sự kiên trì và nỗ lực. Dấu hiệu, nốt ruồi ở lưng cho thấy bạn là người kiên trì và quyết tâm. Bạn có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong công việc nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực. Điều này cho thấy bạn có khả năng giải quyết các vấn đề lớn và đạt được các mục tiêu quan trọng. Tương lai, những người có nốt ruồi ở lưng thường có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và đạt được các mục tiêu lớn. Họ có khả năng tạo dựng tài sản và sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý. Bạn có thể thấy sự phát triển trong sự nghiệp và có cơ hội nhận được sự công nhận từ cấp trên. Lời khuyên, để tận dụng sự may mắn từ nốt ruồi này, hãy duy trì sự kiên trì và chăm chỉ trong công việc của bạn. Hãy không ngừng nỗ lực và tìm kiếm các cơ hội để phát triển sự nghiệp. Cách xem và đánh giá nốt ruồi. Vị trí, nốt ruồi ở các vị trí khác nhau có thể mang lại những ý nghĩa khác nhau. Xem xét vị trí nốt ruồi trên cơ thể để hiểu rõ hơn về vận mệnh của bạn. Vị trí nốt ruồi trên các phần cơ thể như mặt, tay, lưng hoặc cằm có thể cung cấp các dấu hiệu khác nhau về tài lộc và thành công. Hình dáng, nốt ruồi có hình dáng đặc biệt hoặc màu sắc khác thường có thể cung cấp thông tin thêm về số phận và vận mệnh của bạn. Ví dụ, nốt ruồi có hình dạng hình tròn hoặc hình dạng không đều có thể mang ý nghĩa khác nhau. Kích thước của nốt ruồi cũng có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa của nó. Nốt ruồi lớn thường mang lại những dấu hiệu mạnh mẽ về vận mệnh và thành công, trong khi nốt ruồi nhỏ có thể chỉ ra những yếu tố nhỏ hơn. Màu sắc của nốt ruồi có thể cho biết về sức khỏe và tình trạng tài chính của bạn. Nốt ruồi có màu sáng thường báo hiệu sự may mắn và thành công, trong khi nốt ruồi có màu tối có thể yêu cầu chú ý hơn về sức khỏe hoặc các vấn đề tài chính. Những nốt ruồi trên cơ thể không chỉ là những dấu hiệu tự nhiên mà còn có thể tiết lộ nhiều điều về vận mệnh và tương lai của bạn. Hãy quan sát và đánh giá các nốt ruồi để hiểu rõ hơn về số phận của mình. Bạn có bao giờ tỉnh giấc vào buổi sáng và cảm thấy rằng có một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra trong cuộc sống của mình? Có những dấu hiệu từ vũ trụ, những tín hiệu nhỏ mà chỉ những người tinh tế mới nhận ra, báo hiệu rằng vận may đang đến. Đó có thể là một cảm giác nhẹ nhàng, nhưng sâu lắng, báo trước những điều tốt đẹp, những điều may mắn sắp xảy ra. Những dấu hiệu này, nếu chúng ta nhận ra và hiểu đúng, có thể giúp ta chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành sắp tới. Sáng sớm ngủ dậy, nếu bạn nhận thấy 7 điều dưới đây, đó có thể là lời nhắn nhủ từ vũ trụ rằng bạn đang đứng trước ngưỡng cửa của vận may lớn, một sự thịnh vượng đang chờ đợi bạn. Hãy cùng lắng nghe những dấu hiệu này để không bỏ lỡ cơ hội đón nhận phước lành, tài lộc mà trời đất đã định sẵn cho bạn. 1. Nhìn thấy những con số may mắn. Sáng sớm, nếu bạn tình cờ nhìn thấy những con số như 8, 9 hay 6, đó là những con số may mắn trong phong thủy và thường được coi là biểu tượng của tài lộc, sự phát đạt. Những con số này có thể xuất hiện trên đồng hồ, biển số xe hay bất kỳ đâu trong cuộc sống thường ngày. Nếu bạn nhận thấy những con số này xuất hiện thường xuyên vào buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu trời đất đang gửi đến bạn, cho biết rằng bạn sắp gặp vận may lớn. Hãy lưu ý đến những con số này,
Chúng có thể là điềm báo bạn sẽ gặp may mắn trong công việc hoặc tài chính trong thời gian tới. Trong nhiều nền văn hóa, số 8 được coi là con số của sự phát đạt và thịnh vượng, bởi hình dạng của nó gợi lên biểu tượng vô cực, tượng trưng cho sự thịnh vượng không ngừng. Số 9, với âm đọc gần giống từ trường thọ trong tiếng Trung, cũng được xem là con số may mắn, biểu tượng của sự kéo dài, bền bỉ. Số 6, đặc biệt trong phong thủy, tượng trưng cho tài lộc và sự thuận lợi. Nếu những con số này liên tục xuất hiện trước mắt bạn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những cơ hội tài lộc và vận may lớn đang đến gần. 2. Mơ thấy nước chảy mạnh, trong veo. Giấc mơ cũng là một kênh thông điệp từ vũ trụ. Nếu trong giấc mơ đêm trước, bạn thấy hình ảnh nước chảy mạnh, trong veo và mát lành, đó là dấu hiệu rất tốt. Nước tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng và sự sống. Khi bạn mơ thấy nước chảy mạnh và trong, đó là biểu tượng của dòng chảy tài lộc đang đến với bạn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ gặp may mắn trong công việc hoặc đầu tư tài chính. Hãy nhớ lại giấc mơ của mình, và nếu bạn thấy hình ảnh này, đó có thể là điềm báo cho sự thăng tiến và phát tài trong tương lai gần. Giấc mơ về nước cũng thường được xem là biểu tượng của cảm xúc và sự thay đổi trong cuộc sống. Nếu nước trong giấc mơ của bạn chảy mạnh mẽ và trong veo, điều này có thể tượng trưng cho một dòng chảy của cảm xúc tích cực và sự thăng tiến trong cuộc sống. Điều này cũng có thể là dấu hiệu rằng bạn đang hoặc sẽ trải qua một giai đoạn của sự thay đổi lớn, mà kết quả của nó sẽ mang lại sự giàu có và thịnh vượng cho bạn. Hãy đón nhận những thay đổi này với sự tự tin và lạc quan. 3. Tìm thấy một vật có giá trị hoặc một đồng tiền lẻ. Nếu sáng sớm thức dậy và bạn bất ngờ tìm thấy một vật có giá trị hoặc một đồng tiền lẻ bị bỏ quên từ lâu, đó cũng là dấu hiệu của sự may mắn. Vật có giá trị hoặc tiền lẻ mà bạn tìm thấy có thể tượng trưng cho những cơ hội tài chính đang đến gần. Điều này có thể báo hiệu rằng bạn sẽ sớm gặp được cơ hội đầu tư có lợi, hoặc nhận được một khoản tiền bất ngờ từ một nguồn nào đó. Đây là lúc bạn nên sẵn sàng để đón nhận và tận dụng những cơ hội tài lộc đang chờ đợi. Tiền bạc trong phong thủy không chỉ là biểu tượng của sự giàu có mà còn là năng lượng lưu thông, tượng trưng cho dòng chảy tài lộc. Khi bạn tìm thấy một đồng tiền lẻ vào buổi sáng, đó có thể là dấu hiệu rằng dòng chảy này đang hướng đến bạn. Đừng xem thường những vật nhỏ bé này, bởi chúng có thể là điềm báo của những cơ hội lớn hơn đang đến. Bạn nên tận dụng thời điểm này để thực hiện những dự định hoặc kế hoạch tài chính mà bạn đã ấp ủ từ lâu. 4. Thấy chim lạ bay đến đậu ở cửa sổ. Khi thức dậy và bạn nhìn thấy một con chim lạ, đặc biệt là những loài chim có màu sắc rực rỡ, bay đến đậu ở cửa sổ nhà mình, đó là dấu hiệu của sự may mắn. Theo phong thủy, chim lạ đến nhà thường mang theo thông điệp tốt lành, tượng trưng cho tài lộc và những cơ hội bất ngờ sắp đến. Hãy chú ý đến loài chim và hướng nó bay đến, vì điều này có thể cung cấp cho bạn thêm manh mối về vận may và cơ hội sắp đến. Loài chim, từ lâu, đã được xem như những sứ giả của các thế lực siêu nhiên, mang theo thông điệp từ vũ trụ. Nếu con chim lạ này có màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng hay xanh dương, điều này càng củng cố thêm ý nghĩa tích cực của sự xuất hiện của nó. Trong phong thủy, màu đỏ thường liên quan đến may mắn và hạnh phúc, vàng tượng trưng cho sự giàu có, còn xanh dương là biểu tượng của sự bình an và thuận lợi. Khi một con chim lạ xuất hiện vào buổi sáng, điều này có thể ám chỉ rằng bạn sắp đón nhận một cơ hội lớn, hoặc một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. 5. Cảm giác bình yên, thoải mái bất ngờ. Cuối cùng, nếu bạn thức dậy với một cảm giác bình yên và thoải mái bất ngờ, không có bất kỳ lo lắng hay căng thẳng nào, điều này cũng là một dấu hiệu tích cực. Cảm giác này cho thấy tâm hồn bạn đang được thanh lọc, chuẩn bị đón nhận những phước lành và may mắn từ vũ trụ. Đó là một trạng thái tinh thần mạnh mẽ, giúp bạn thu hút những điều tốt đẹp vào cuộc sống và dễ dàng vượt qua những thử thách. Sự bình yên trong tâm hồn thường xuất hiện khi năng lượng tiêu cực được loại bỏ và nhường chỗ cho năng lượng tích cực tràn vào. Điều này có thể xảy ra sau một giấc ngủ ngon, một giấc mơ tốt đẹp hoặc đơn giản là khi bạn đã vượt qua được những khó khăn và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Hãy tin tưởng vào cảm giác của mình và sử dụng nó như một động lực để tiến lên phía trước. Vũ trụ có thể đang gửi cho bạn thông điệp rằng bạn đang đi đúng hướng và sắp đạt được những mục tiêu quan trọng.
6. Nhận được lời khen bất ngờ từ người khác. Lời khen từ người khác, đặc biệt là những lời khen chân thành và bất ngờ, cũng là dấu hiệu tốt. Nếu sáng sớm, bạn nhận được một lời khen từ người thân, bạn bè hay đồng nghiệp, đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang tỏa ra năng lượng tích cực và thu hút những điều tốt đẹp. Lời khen này không chỉ giúp bạn cảm thấy vui vẻ mà còn là tín hiệu rằng bạn đang trên con đường đúng đắn và sắp gặt hái được những thành công mới. Hãy mở lòng đón nhận những lời khen này, vì nó có thể là điềm báo cho một tương lai tươi sáng và đầy may mắn. Những lời khen ngợi thường mang theo năng lượng tích cực, có khả năng lan tỏa và ảnh hưởng đến người nhận. Khi bạn nhận được một lời khen bất ngờ, đặc biệt là vào buổi sáng, điều này có thể cho thấy rằng bạn đang tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Điều này cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn đang ở trong một giai đoạn mà những nỗ lực và cố gắng của bạn sắp được đền đáp. Hãy tiếp tục giữ vững tinh thần và làm việc chăm chỉ, vì những thành công và may mắn đang chờ đợi bạn ở phía trước. 7. Những dấu hiệu bất ngờ từ thiên nhiên. Không chỉ là những dấu hiệu từ giấc mơ hay những con số may mắn, đôi khi thiên nhiên cũng gửi đến bạn những tín hiệu đặc biệt. Chẳng hạn như khi bạn thấy cầu vồng sau cơn mưa, một làn gió mát bất chợt thổi qua, hoặc ánh nắng ấm áp chiếu vào nhà vào buổi sáng. Những hiện tượng tự nhiên này không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn là dấu hiệu của sự may mắn. Theo phong thủy, những yếu tố thiên nhiên tích cực này cho thấy bạn đang được vũ trụ bảo vệ và sắp được nhận những phước lành đặc biệt. Thiên nhiên luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, và nó thường mang theo những thông điệp sâu sắc từ vũ trụ. Cầu vồng, ví dụ, là biểu tượng của hy vọng, sự hứa hẹn và sự may mắn sau những khó khăn. Ánh nắng sớm mai, với sự ấm áp và tươi sáng, tượng trưng cho sự khởi đầu mới và năng lượng tích cực. Khi bạn nhận ra những dấu hiệu này vào buổi sáng, đó có thể là lời nhắn từ vũ trụ rằng bạn đang đi đúng hướng và sắp đón nhận những điều tốt đẹp. Trong thế giới phong thủy, những vật phẩm không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến những ảnh hưởng tích cực cho tài lộc và vận may của gia đình. Đặc biệt, có những vật phẩm phong thủy càng để lâu năm càng phát huy tác dụng, thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen thay mới những vật phẩm này khi chúng có dấu hiệu cũ kỹ mà không biết rằng làm như vậy có thể làm mất đi nguồn tài lộc quý giá. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 6 vật phong thủy đặc biệt, để lâu năm lại càng mang lại sự giàu có và may mắn cho gia chủ. Đừng vội vàng thay mới nếu không muốn đánh mất những lợi ích phong thủy mà chúng mang lại. 1. Bức tranh cửu ngư quyền. Bức tranh cửu ngư quyền là một trong những vật phẩm phong thủy rất được ưa chuộng để thu hút tài lộc. Tranh này thường mô tả 9 con cá chép bơi lội trong một hồ nước, tượng trưng cho sự dư dả, thịnh vượng và phát tài. Theo phong thủy, bức tranh này có thể mang lại sự ổn định và tăng trưởng trong tài chính. Đặc biệt, khi để bức tranh này càng lâu, nó càng thể hiện sự ổn định và bền vững trong tài lộc. Từ xa xưa, cá chép đã được xem là biểu tượng của sự thành công và thịnh vượng, với truyền thuyết nổi tiếng về cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Điều này không chỉ phản ánh khả năng vượt qua khó khăn mà còn nhấn mạnh sự kiên trì và bền bỉ trong việc đạt được mục tiêu. Thay mới bức tranh này khi nó có dấu hiệu cũ kỹ có thể làm giảm tác dụng phong thủy của nó, vì vậy, việc bảo trì và giữ gìn bức tranh là rất quan trọng để duy trì nguồn năng lượng tích cực mà nó mang lại. Lưu ý khi bảo trì, để bức tranh luôn giữ được sự tươi mới, bạn nên thường xuyên lau chùi và kiểm tra tình trạng của nó. Tránh để bức tranh bị ẩm ướt hoặc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp, vì điều này có thể làm giảm tuổi thọ và tác dụng phong thủy của nó. 2. Tượng tỳ hưu. Tượng tỳ hưu là biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thịnh vượng. Theo truyền thuyết, tỳ hưu là một con vật thần thoại có khả năng hút tài lộc và bảo vệ gia chủ khỏi những năng lượng tiêu cực. Khi để tượng tỳ hưu lâu năm trong nhà, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút tiền bạc và tài lộc. Tỳ hưu thường được mô tả với hình dáng kỳ lân hoặc sư tử có một cặp sừng, được coi là một trong những vật phẩm phong thủy mạnh mẽ nhất. Nó không chỉ giúp bảo vệ gia chủ khỏi những ảnh hưởng xấu mà còn thu hút sự giàu có và thành công. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen thay đổi tượng tỳ hưu khi thấy nó bị bụi bẩn hay có dấu hiệu xuống cấp.
điều này có thể làm mất đi sự bảo vệ và thu hút tài lộc mà tỳ hưu mang lại. Lưu ý khi bảo trì, hãy thường xuyên lau chùi tượng tỳ hưu để giữ cho nó luôn sạch sẽ và sáng bóng. Tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng, vì điều này có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó. 3. Bể cá koi. Bể cá koi không chỉ là một món trang trí đẹp mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích phong thủy. Cá koi tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự phát triển bền vững. Khi bể cá koi được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ tạo ra một môi trường phong thủy thuận lợi cho tài lộc và sức khỏe. Cá koi được coi là biểu tượng của sự trường thọ và tài lộc dồi dào. Bể cá koi không chỉ giúp tạo ra không gian thư giãn mà còn cải thiện năng lượng phong thủy trong nhà. Việc thay mới bể cá koi có thể làm gián đoạn nguồn năng lượng phong thủy mà bể cá cung cấp, vì vậy, hãy chăm sóc và duy trì bể cá koi của bạn để tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà nó mang lại. Lưu ý khi bảo trì, đảm bảo bể cá luôn được làm sạch định kỳ và nước trong bể luôn trong suốt. Thay nước và kiểm tra sức khỏe của cá để đảm bảo bể cá luôn hoạt động tốt và không gây hại cho phong thủy. 4. Tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc là biểu tượng của sự hạnh phúc, tài lộc và thịnh vượng. Phật Di Lặc thường được đặt ở vị trí dễ thấy trong nhà, như phòng khách hoặc phòng làm việc, để thu hút năng lượng tích cực và may mắn. Khi để tượng Phật Di Lặc lâu năm, nó sẽ càng thể hiện sự bình an và hạnh phúc trong gia đình. Phật Di Lặc với nụ cười tươi tắn và tư thế ngồi thoải mái là biểu tượng của sự thịnh vượng và niềm vui. Việc thay mới tượng Phật Di Lặc có thể làm giảm đi sự kết nối và năng lượng tích cực mà tượng đã tích lũy. Vì vậy, hãy giữ gìn và bảo quản tượng Phật Di Lặc để duy trì sự may mắn và tài lộc cho gia đình bạn. Lưu ý khi bảo trì, đặt tượng ở một vị trí sạch sẽ và sáng sủa. Tránh để tượng bị bụi bẩn hoặc bị hư hỏng, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tác dụng phong thủy của nó. 5. Đồng hồ phong thủy. Đồng hồ phong thủy không chỉ là một món đồ trang trí hữu ích mà còn có vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng trong không gian sống. Đồng hồ phong thủy thường được đặt ở các vị trí chiến lược để thu hút tài lộc và thúc đẩy sự thành công. Đồng hồ phong thủy giúp kiểm soát thời gian và duy trì sự ổn định trong cuộc sống. Khi đồng hồ phong thủy được giữ gìn và sử dụng lâu dài, nó sẽ phát huy tác dụng trong việc duy trì sự ổn định tài chính và hỗ trợ sự thành công. Việc thay mới đồng hồ phong thủy khi nó đã cũ có thể làm giảm hiệu quả phong thủy của nó. Vì vậy hãy bảo trì và kiểm tra đồng hồ thường xuyên để giữ vững tác dụng của nó. Lưu ý khi bảo trì, đảm bảo đồng hồ hoạt động chính xác và không bị lỗi thời gian. Kiểm tra đồng hồ định kỳ để đảm bảo nó luôn hoạt động tốt và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong thủy. 6. Hộp đựng tiền. Hộp đựng tiền, hay còn gọi là hộp tài lộc, là một vật phẩm phong thủy rất quan trọng để thu hút tài lộc vào nhà. Hộp này thường được đặt ở nơi dễ thấy và sử dụng để cất giữ tiền bạc hoặc các tài sản quý giá. Hộp đựng tiền không chỉ giữ gìn tiền bạc mà còn là một biểu tượng phong thủy của sự giàu có và thành công. Khi hộp đựng tiền được duy trì tốt và để lâu năm, nó sẽ ngày càng phát huy tác dụng trong việc thu hút sự giàu có và thành công. Thay mới hộp đựng tiền có thể làm mất đi nguồn năng lượng phong thủy mà nó mang lại, vì vậy, hãy chăm sóc và giữ gìn hộp đựng tiền của bạn để tiếp tục thu hút tài lộc và may mắn. Lưu ý khi bảo trì, đặt hộp đựng tiền ở một vị trí sạch sẽ và tránh để hộp bị bẩn hoặc bị hư hỏng. Đảm bảo hộp luôn trong tình trạng tốt và không bị hư hại để duy trì năng lượng phong thủy của nó. Những vật phẩm phong thủy này không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút tài lộc và may mắn. Khi đã chọn được những vật phẩm phù hợp, việc bảo trì và duy trì chúng trong thời gian dài sẽ giúp bạn tận dụng tối đa lợi ích phong thủy mà chúng mang lại. Đừng vội thay mới nếu không muốn làm giảm tác dụng phong thủy và đánh mất tài lộc quý giá. Hãy chú ý đến việc bảo quản và giữ gìn những vật phẩm này để gia đình bạn luôn hưởng trọn sự giàu sang và thịnh vượng.